chơi cũ để mua iPhone 15 Pro Max màu titan vào lúc 12 giờ đêm thì liệu có đáng? Đầu tiên bước tới là mình phải bốc số mới mua được nha mọi người ơi, vừa tốn tiền mà còn phải vừa đợi nữa. Mà tôi nhớ mỗi năm rầm rộ lắm nha, năm nay là dù bốc số nhưng mà cũng không có ai chơi với con mình. Tôi ngồi à vì 12 giờ nên em mặc luôn nguyên bộ đồ ngủ đi nha. Tôi mua là màu titan 512 GB nha, giá là 50 củ. Mà tôi mua ở đây là người ta bắt phải mua thêm cái gói 2 củ 3 này nè mấy bà. Rồi thêm gói bảo hành riêng gì nữa, nói chung là tổng cộng hết 50 củ. Và đây là cái giá mà tôi phải đặt trước nửa tháng. Còn nếu như mà ai không đặt trước tới mua luôn là cộng thêm 4 củ nữa đó mấy bà ơi, tức là 50 mấy triệu luôn. Tôi tưởng tượng như mua iPhone mà như chơi chính quán nha mấy bà ơi, lúc hồi giá này rồi lúc nữa hồi giá cao hơn. Đó đợt là hết 50 củ của em nè, mở ra và kéo cái xoẹt. Nãy giờ là em xài hết 20 củ rồi đó, rồi chuẩn bị em tốn thêm 30 củ nè đó, một cái toẹt nữa rồi xong rồi, xong rồi đủ 50 củ. Mà tôi nghe mọi người nói cái viền này nè nó dễ bị xước với dễ bị tróc lắm á, tôi không biết sao nữa. Cái này vui nè, iPhone mà cổng sạc Samsung này nhìn kiểu không có quen cho lắm. Ấy là bây giờ mình phải đọc theo ha, nó khóa lại. Đúng rồi, nó khóa. Mà tại sao? Bốn rồi. Vậy. Nhưng mà tại sao? Không nổi mới, lỡ ai ăn hết cấp gì vậy? Alo. Thôi đứa chào tới 15 tiếng. Mày không thấy giọng hết rồi sao? Tôi ngủ tới 3 sáng rồi mới chào xong. Nhưng có điều cái máy này nó nhẹ hơn là cái máy 12 Pro Max tôi đang xài luôn nha mấy bà ơi. Ba tô phở mà có giá là 800 ngàn. Có gì trong tô phở 250 ngàn. Tính tiền một cái là ngã ngửa. Nhưng mà lúc nào quán cũng đông khách. Đây là quán phở Big Bowl nằm trong ga quốc nội của sân bay Tân Sơn Nhất. Vợ chồng anh chị tôi gọi hai tô phở bò viên tái kèm với hai chén trứng, một ly trà đào và một chai nước suối. Có giá là 483 cà. Còn đây là tô phở bò Wagyu đặc biệt của tôi. Một tô phở kèm ly trà đào này với giá là 300 cà. Tô phở này phải nói là to bằng tôi luôn á. Trong đây gồm có thịt nạm, tái bò viên, một cái đùi gà và vài lát bò Wagyu. Phở ở đây là theo vị của phở Nam. Cho nhẹ một miếng tương ớt và một miếng tương đen, rau quế và giá đỗ. Nước lèo thì trong, ngọt thơm, sợ phở thì mềm. À, một tô tôi thấy khá là nhiều bánh phở. Sau khi check in xong, đi vào trong bạn sẽ thấy khu food court. Có thể một phần là vì quán nằm ở sân bay nên giá đắt hơn ở bên ngoài là một điều có thể hiểu được. Nên khi ăn ở đây lúc tính tiền các bạn nên chuẩn bị một tinh thần vững vàng. Chứ ba tô phở và ba ly nước của tụi tôi là hết 800 cành á. Nhưng được một cái phở ở đây ăn ổn, thơm phức. Hôm nào bay sớm mà ra đây ăn một tô phở là thấy đã liền. Không dắt đi vậy thôi chứ cuối cùng thì cũng phải dắt tôi đi thôi. Không biết tại sao mà cái quán này ông mặt nhà tôi cứ nặng nặng đòi đi theo, chắc là mê cô nào trong đây rồi. Vậy không biết giờ tôi nên chê hay nên khen ta. Nhưng điểm cộng của quán này là không gian rất là đẹp luôn, nhìn kiểu rất là sang và hoài cổ. Một mẹ bún đậu thập cẩm thì có giá là 89 cành à. Ngoài ra tôi gọi thêm chả cua anh em hải sản. Và đặc biệt là trong cái mẹ bún đậu mắm tôm ở đây có một cái món rất là đặc biệt là cá cuốn thịt. Phần cá bên trong là thịt cá lóc hẳn hoi nha. Ngoài ra trong mẹ sẽ có chả cơm, sụn em hải sản, bún thịt luộc và đặc biệt là đậu ở đây cực kỳ béo nha. Miếng đậu được cắt to, bên ngoài thì giòn, bên trong thì béo. Cua và rau củ nữa nên ăn rất là ngon luôn. Các món gọi thêm sẽ có giá từ 30 cho đến 50 cạp. Quán sẽ cho bạn một chén mắm tôm, trên bàn sẽ có đường, tắc và ớt. Phần thịt luộc là sẽ có cả phần da, phần mỡ và phần nạc nha. Chấm với cái miếng mắm tôm là trời ơi ta nói nhất cái nắp. À quên, quán có một cái món rất là đặc biệt luôn là cá cuộn thịt, cá được dùng là cá lóc. Bên ngoài được chiên giòn, bên trong thịt cá thì rất là nhiều và ngọt. Hai đứa ăn no cành hông luôn mà chỉ có 156 cạp mà quán lại nằm ngay trung tâm quận 3. Đây là quán bún đậu Hà Nội 1980 382-33 Nguyễn Thị Minh Khai quận 3. Ở đây có bạn nào bị nhiệt miệng từ nhỏ đến lớn như tôi không ta? Cứ định kỳ là nó bị nhiệt miệng. Với khả năng ăn bánh tráng cay như tôi nha mọi người thì đến cái lúc mà bị nhiệt miệng là thiệt sự là tôi phải ngưng hết tất cả các món cay như ớt nè, đừng cái đồ nóng nè. Đi ăn có tô hủ tiếu không mọi người, ngồi ăn cả tiếng đồng hồ nha mới xong tô hủ tiếu, tại nhiệt miệng nó đau quá. Mà tôi hỏi trong nhà tôi nha, đứa nào bị nhiệt miệng là nó bị hoài luôn, mà đứa nào mà không bị là cả đời nó không bị nhiệt miệng luôn á. Tôi thấy lạ ghê mọi người, ta gọi là lỡ miệng đúng không ta? Mà ngày xưa đến giờ là nhà tôi toàn là kêu là bị đạn không à, cũng nghe lời mọi người là uống sasakul này nhưng mà nó không có hết. Xong rồi có người lớn chỉ tôi là lấy mật ong nguyên chất thoa lên cái nhiệt miệng đó mọi người để nó tan đi, nó hết đi, nhưng mà nó cũng không có hết đâu mọi người. Có khi tôi được chỉ là chỉ lấy đường chát vô. Giờ là tôi bị có hai chỗ thôi nha, nhất là những cái mùa trăng rằm á mọi người, là trăng tròn á nha, là tự nhiên tôi bị nhiệt miệng, không hiểu tại sao luôn nha. Mà bị nhiệt miệng mà ăn cái đồ cay cay vô, trời ơi tôi nói mọi người nó thô không, chỉ có những người nào mà bị nhiệt miệng thì mới hiểu được cảm giác này thôi. Nè như tôi đang bị là cái nhiệt miệng nó nằm ngay cái cạnh môi á mọi người, nó nói chuyện hai cái môi nó dập lại á, trời ơi nó đau. Mà nha tôi bị nhiệt miệng là bị định kỳ từ nhỏ đến lớn luôn mọi người, nên là bây giờ chính thức lên top top hỏi mọi người có cách nào mà trị được cái nhiệt miệng này không nè, chứ thiệt sự là quá là đau, nó chuyện nó dập vô đầu lắm mấy bà ơi. Một quán sinh tố bị rất nhiều đánh giá màu sao vì rất chảnh nhưng lúc nào khách cũng đông nghịch người. Đây là tôi đi lúc đầu tuần ở chứ cuối tuần là còn ngồi gấp đôi như vậy nữa. Bạn nào ở khu Thị Nghè sẽ đều biết đến quán siêu đông này. Đặc điểm của quán là khách đông nên phục vụ hơi hững hờ với khách, mà cái gì cũng phải từ từ hết nha, nên nếu tâm trạng không tốt thì bạn không nên đến đây đâu. Hai cái món mà làm nên sự đông khách ở đây là chè thái và trái cây tô. Tô chè thái thì có giá là 30 cạp. Tôi có gọi thêm một trái cây tô có sầu riêng, đó là 35 cạp. Đỉnh nhất là cái cục da u ở đây. Da u thì quán tự làm dẻo dẻo, một cục sầu riêng, mít, cơm dừa ngào đường, sao bô chê, nhãn, bơ, có cả thạch rau câu lá dứa và thạch nhân phô mai. Lâu lâu sẽ có một vài món trái cây
thay theo mùa nữa nha. Cá nhân tôi thấy một cái tô 35 cành này là siêu bự luôn á. Tôi thiết nghĩ hai người ăn một tô này là đủ rồi. Đừng có ham hố như tôi gọi hai tô ra hai đứa ăn muốn cành không luôn. À nếu như dặn không có sầu riêng là tô giá 30 cành nha. Ở đây có cái món sầu riêng dặm cho bạn nào hảo ngọt nữa, cực kỳ ngon luôn. Còn về thái độ chảnh của nhân viên ở đây thì theo tôi thấy dặm bữa nào chú nhân viên vui thì không sao hết, còn bữa nào chú hơi cọc cọc mà đông khách á, chú sẽ hơi khó chịu với khách hàng. Tiếp tục mọi người ơi, cho tôi hỏi tiếp nha. Ở đây có bạn nào mà bị da ngứa xong nổi cái mẩn này lên không mấy bà ơi? Chuyện là tôi bị thoát vị địa đệm là đợt trước chắc ai cũng biết rồi, nhưng mà tôi phải đeo cái đai này nè mọi người. Nhưng mà bình thường á là mọi người sẽ đeo ở ngoài cái lớp áo này đúng không? Nhưng mà do tôi là tôi phải làm việc là live stream nên là tôi phải đeo cái đai này ở trong cái áo của mình. Nên khi mà tôi đeo cái đai này chật quá, với lại thời tiết mùa này nó bị nóng quá nên cái vùng bụng mà ngay cái chỗ tôi đeo mọi người nó siêu ngứa luôn nha. Thật sự là nó rất là ngứa tại vì nó bị hầm đó mọi người. Nên là mỗi lần mà tôi mở cái đai ra thôi nha là tôi gãi nha mọi người ơi. Trong cái lúc ngủ là tôi gãi nó siêu nhiều luôn mọi người, kiểu như mình gãi trong vô thức luôn. Cái vùng mà tôi gãi mọi người, tôi đeo cái đỉnh bụng vô á thì đó bây giờ nó lên những cái mẩn 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 như vậy nè. Thì tôi chỉ biết là sức phấn rơm thôi, mấy bà không biết là mấy bà biết sức cái gì được không, chỉ tôi với mọi người ơi. Chứ thiệt sự nó rất là ngứa, nhưng mà không đeo cái đai này vô á thì cái lưng của tôi nó rất là đau và nhất luôn, mình không có hoạt động được nên buộc là tôi phải đeo vô rất là thường xuyên luôn, kiểu đi ra đường là phải đeo. Đồng lạ với trái nho ngọt nhưng lại rất chát, bạn nào ở Sài Gòn chắc chắn sẽ không biết trái này. Chúc kia nhau nè. Trời trời chát dữ luôn, chát quá chịu không, chát quá nó bổn rồi. Hầu như những đứa em của em ở Sài Gòn là không đứa nào biết tới trái này luôn. Ở quê em gọi trái này là trái trăm nha. Bên ngoài sẽ là vỏ màu tím đậm nhưng bên trong cái thịt của nó lại màu trắng rất là tươi luôn, nhìn nó ướt ướt luôn á. Đặc biệt hộp với trái này rất là to luôn nha mọi người, phần thịt nó ít lắm. Trái này mà khi mà cái vỏ nó còn căng cứng á thì ăn vô nó sẽ có một cái vị chua nhẹ. Để vài ngày thì cái vỏ nó nhăn lại thì cái thịt của nó bên trong thì ngọt đẹp luôn. Nhưng mà có một điều đặc biệt là cả trái chua hay trái ngọt gì nó cũng có một cái vị rất là đặc trưng, đó là chính là vị chát nha mọi người. Vị chát mà ăn vô là mình thấy là nó ê cái lưỡi nó uống cái miệng luôn. Ngày xưa ở quê mỗi lần con trái này là phải đâm một cái tô muối ớt thiệt là cay để áp đi cái vị chát của cái trái chăm. Lên Sài Gòn lâu lắm rồi tôi mới thấy là cái trái này mọi người, nhưng mà công nhận là cái vị chát nó đặc trưng thì mọi người ơi, ai mà không quen là không bao giờ ăn được luôn. Một quán cà phê chuẩn gu đường phố tại giữa trung tâm Sài Gòn. Mùa mưa như vậy mà muốn có hình đẹp thì nhất định không thể bỏ qua quán này đâu nha. Đây là quán Kappa Cà Phê nằm ở 94 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, ngay góc Nguyễn Thị Minh Khai và Baxter. Và một điểm cộng là ở đây có rất nhiều góc để ngồi luôn. Tầng trệt sẽ dành cho những ai thích ngắm đường phố. Lên lầu sẽ là phòng kính có máy lạnh và đặc biệt hơn trên lầu quán còn có một khoảng vườn ở bên ngoài. Ta nói nhìn tươi xanh mà mát con mắt gì đâu. Bà mèo nào mà mê chụp hình như tôi tới đây là đúng bài luôn á. Trời ơi, góc nào dơ máy lên cũng có hình đẹp hết trơn. Tôi gọi hai ly cà phê kem bánh quy và ô long sữa. Mỗi món ở đây chỉ có giá từ 25 cành cho đến 50 cành thôi à. Tôi thấy ô long sữa ở đây đậm đà vị trà lắm nha, chỉ có một xíu béo nhẹ từ sữa thôi nè. Ai mà là tim không thích độ béo quá gì thì có thể dùng ly này nha. Còn ai mà có cái nết ăn uống gì thì khỏi dùng ly nào hết trơn á, chứ đổ hoài mệt quá đi. Còn đây là cái ly cà phê dành cho bà nào bánh bèo giống như tôi à. Cà phê kem bánh quy, cà phê phim truyền thống mà kết hợp với kem chi và sữa tươi. Phía trên này được phủ tràn trời bánh quy và sốt caramel. Tất cả các vị từ đắng nhẹ của cà phê, béo của kem chi, độ mặn của bánh quy và một xíu ngọt thơm của sốt caramel. Món này xứng đáng tôi dành cho 10 điểm. Ai mà thích sự thoải mái bình dị thì không thể nào bỏ qua quán cà phê này rồi nha. Cũng là Red Bull mà Red Bull này nó lạ lắm. Mà nó rẻ lắm nha mọi người. Một cái gói này có 4.000 à, tôi mua 5 gói luôn có 20 cành rồi mấy bà. Ngoài của nó để hình cái lon tăng lực mình hay uống nè mọi người, cái lon Red Bull á. Ở ngoài còn để cái gói là nước tăng lực nữa nha. Ở đây người ta hướng dẫn là một gói này còn pha được một lít nước luôn nè đó. Ở đằng sau các bạn hướng dẫn bản thành phần luôn nên tôi sẽ làm theo thử nha. Ê, cái bột bên trong nó y chang màu phô mai luôn vậy. Ê, khi mình nếm thử cái bột này á thì nó thơm nha mấy má ơi. Ngọt ngọt chua chua nhưng mà ăn xong nó ngon thiệt á. Theo hướng dẫn thì tôi sẽ bỏ một lít nước vào trong một cái gói nha. Đây là cái bột mà tôi bỏ vô bên trong nè mọi người, nhìn sơ sơ tưởng đâu bột phô mai không á. Rồi, một lít nước xong bắt đầu mình quậy đều lên nha và tôi sẽ uống thử nha mọi người ơi. Đầu tiên vô là uống chua. Trời ơi nó chua lắm mấy bà ơi. Nhăn mặt luôn nhưng mà nó thơm lắm nha. Nhưng mà khi mình uống với nước đá thì nó cũng chua luôn mọi người ơi. Sao cái bột này á ăn thì nó ngon nhưng mà pha với lại nước á thì để uống nha mọi người là dở luôn á, đúng tại nghĩa là dở luôn á. Một món đồ mà ai cũng phải cần khi đi chơi. Đây nha mọi người ơi, tôi mua một túi này là 50 gói luôn á. Lúc này mà người nào trong xe thấy nó bình thường, còn người nào mà đầu óc tâm tối là sẽ thấy nó bất bình thường như mọi người. Mọi người thấy nó lạ lạ không? Mà nói thiệt, lúc đầu mà em nhìn vô em còn nghĩ là đó nó cũng chính là cái mà mọi người đang nghĩ á mọi người ơi. Mà kiểu như tôi nói, ủa sao tự nhiên tôi mua tới 50 cái dữ vậy. Rồi bây giờ tôi mở ra bên trong coi nè là cái gì cho mọi người coi nha. Ra bên trong nó sẽ là khăn giấy ướt nha mọi người. Nhưng mà cái bao bì nhìn ở bên ngoài làm tôi không thể nào tưởng tượng đến một cái thứ là khăn giấy đâu mọi người. Tôi tưởng tượng đến cái khác nha. Khăn giấy này là mình mang đi chơi để du lịch được, chùi tay chùi miệng được nha. Rồi mà nếu mà bỏ vô cái túi đi du lịch mà người ta nghĩ nó là cái khác là do mấy bà. Nhưng mà khăn giấy nó bền lắm nha bà, kiểu như là kéo hoài mà nó không đứt luôn á. Đây là một cái món đồ siêu độc lạ mà tôi đã coi tấp tấp quá 180 phút đó. Xe trà sữa nhà làm của má tám có gì đặc biệt mà mới 12 giờ trưa mà khách đã xếp hàng dài. Đây nha, nói có sách mách có chứng nha mọi người, thấy trời nắng chang chang không mà rồi khách xếp hàng siêu bị dài luôn. Và đặc biệt tới đây là bạn sẽ hết hồn vì cái mâm topping ở đây nha mọi người. Tất cả các loại topping ở đây đều là thật nhà làm và má tám chắc chắn là má tám tự làm luôn. Từ củ năng bọc, dừa bọc, bữa cho đến
hết cả khoai tím, mà cái hôm tôi đi là hết khoai tím rồi. Và chân châu đen này là má tám cũng tự làm luôn nha, nên cái chân châu có cái độ dai nhất định luôn á mọi người. Trà sữa má tám thì có cái đặc biệt là má tám chỉ dùng một loại hồng trà thôi, nếu như mà trà sữa thì má tám sẽ bỏ thêm sữa đặc vô. Và đây tới cái màn bỏ tất bình của má tám này mọi người, nhìn cái ly chưa bỏ đá nè, khủng hoảng chưa. Ta nói cái thạch phô mai ở đây là nguyên một cái cục phô mai ở trong luôn nha. Thạch phô mai thì đéo ngại, còn mấy cái loại tất bình củ năng bọc đồ đó mọi người, nó rất là bự luôn. Hồng trà thì khá là đậm, bạn nào mà không thích uống trà sữa quá béo cái này là hợp lý nè. Trời ơi, có ai tin được là uống một ly trà sữa mà no mọi người, chứ tôi tin là uống một ly trà sữa của má tám chắc chắn no nha mọi người, no cành không. Hết hồn chưa bà già nè, một ly nhiêu đây, topping mà 30 cành. Mà tính ra cái ly trà sữa của má tám ngộ lắm mọi người, bỏ mấy cục đá vô thôi là muốn tràn ly luôn rồi. Nên thường mấy bạn tới đây mẹ mua, bạn sẽ xin bỏ đá riêng để về chia làm hai uống luôn á. Bỏ 330 cành để mua 3 lon trà sữa, liệu có quá mắc? Vậy là tôi lên Đà Lạt được nha bạn, tặng cho một lon ô long sữa của thương hiệu Phai La đó, nó đây là đặc sản của Đà Lạt luôn á. Mới đầu những cái lon trà sữa tôi uống được tầm 1-2 ly thôi à, ai ngờ cái lon nhỏ nhỏ vậy thôi chứ uống được tới 4 ly lận á nha. Cảm giác đầu tiên tôi cảm nhận được khi uống vào là vị béo của sữa, lớp thứ hai sẽ là vị thơm của trà ô long lan tỏa trong khoang miệng, để lại cái hậu đậm vị trà. Thật sự mà nói, ô long sữa của Phai La là đúng cái gu của tôi luôn. Đến nỗi ngày cuối ở Đà Lạt mà tôi phải ghé Phai La để mua 3 lon về Sài Gòn với giá là 330 cành, và còn được tặng thêm chân châu ô long và chân châu gạo rang nữa. Ô long nhài sữa cho thơm ngon thoảng mùi hoa nhài, kết hợp cùng vị đậm đà của trà ô long. Ê mọi người, cái chân châu ô long ở đây phải gọi là nằm ở một cái đỉnh cao khác luôn á. Chân châu dai mềm lại còn thơm ngon thoảng mùi ô long, khi đổ vào uống cùng ô long nhài sữa, trời ơi, ta nói nó hợp cực kỳ. Tin tôi đi, mấy em ô long sữa của cửa hàng Phai La này là chinh phục hết những người nào khó tính với những món trà ngay từ những ngậm đầu tiên luôn á. Còn em tấm này nhìn đậm màu nhưng tôi thấy là loại thanh mát nhất trong tất cả các loại mà tôi dùng. Loại này sẽ nhẹ nhàng hơn cho bạn nào sợ uống trà mà bị mất ngủ. Kết hợp cùng em chân châu gạo rang dẻo dai mềm thơm. Tính chung quy thì một lon chỉ có 110 cành mà uống được 3-4 lần là hơi bị lời rồi nha. Lần đầu ăn thử cơm cháy nồi gan và cái kết bất ngờ. Một bịch này nó siêu to luôn á mọi người ơi, tận nửa ký lận nha, mà nguyên miếng nó to to vậy không nè. Tôi nhớ là một bịch này tôi mua giá là 179 cành á, gồm 2 chai bơ hoặc là lấy sốt. Miếng nào cũng to nha, lấy ra hết là không hề bị bể bụng ở dưới. Mà đầy rồi trà bông ở trên nha, đã vậy xốp rất là tâm lý, đi kèm còn có cả bơ nè, sốt mập để mình chấm nữa. Có ai thích cái tiếng giòn này không ta? Bơ ở đây sẽ có hai loại nha, bơ màu vàng là bơ béo bình thường, còn bơ màu trắng là bơ ít béo. Ê, cái bơ ít béo này nó ngon một cách kỳ lạ luôn á, là và đỉnh cao là cơm cháy mà ăn với bơ nó hợp dữ lắm mọi người, nó không hề bị mặn luôn, bên phía dưới sẽ có một cái lớp sốt nữa, mà cái kiểu cái món cơm cháy này cắn ngập mồm ăn cũng không có bị ngán nữa nha. Mình cơm cháy này tôi mua của nhà Tích Cai luôn á.